Trước khi vào video, mọi người cho mình xin một like đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều video hơn và chất lượng hơn nhé. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Người phụ nữ này chưa từng tu luyện đã bị các đại lão tu tiên tìm đến hỏi thăm hôn sự. Nguyên nhân lại là cô ấy đã phá vỡ hai viên đá thử linh căn. Chủ thể chỉ cần chăm chỉ làm nhiệm vụ, những gì bạn muốn đều sẽ có. Ta không thích tranh giành. Tạo hóa có duyên người mới biết. Cô lừa huynh đệ ta thì được, nhưng đừng tự lừa mình. Ta với vạn vật đều có duyên. Diện cái mẹ ngươi. Mê mơ. Trông cô có vẻ quen mặt. Không phải ta chưa bắt đầu tu luyện đã bị diệt chứ? Anh xem anh giao nhiệm vụ gì vậy? Nếu không phải nhiệm vụ này, ta còn gặp lại anh ấy sao? Mê mơ. Xem bói đây, xem bói cha anh họ gì tên gì. Xem cả nhà anh bao nhiêu người bao nhiêu miệng. Xem một lần một viên linh thạch hạ phẩm. Xem không chuẩn lần thứ hai giảm một nửa. Thập Tam Thủy Xuyên đến thế giới này đã 10 năm. Hôm qua đặc biệt đánh nhau với một đệ tử ngoại môn Cửu Kiếm Sơn, lột sạch quần áo người ta, chờ đợi chính là lúc này, bởi vì cô ta ràng buộc với một hệ thống. Phải lừa gạt 100 lần mới kích hoạt được, cô coi chúng tôi là đồ ngu à? Đó chính là sai lầm của các anh, các anh xem tôi mặc cái gì này? Trang phục đệ tử ngoại môn Cửu Kiếm Sơn, nếu tôi không có chút năng lực thần bí nào, sao có thể mặc bộ quần áo này? Đừng nói đến chuyện bày xà vào đây. Ngay khi mọi người đang do dự, một người đàn ông đầy châu báu bước ra từ đám đông. Đây là khách hàng VIP đến rồi. Đây không phải là đại công tử nhà Kim gia đại phú ông sao? Nghe nói người này mới 18 tuổi đã luyện khí hậu kỳ. Không ngờ lại đến Cửu Kiếm Sơn. Hỏi hay không hỏi, đây không phải là hiển nhiên sao? Hiển nhiên thế nào? Lời nói của cô yếu kém như vậy, người bình thường chắc chắn không tin. Tôi lại muốn làm ngược lại. Cô nhất định có chỗ huyền diệu. Một viên linh thạch thượng phẩm, tôi muốn xem cô huyền diệu ở chỗ nào. Đa Kim công tử tin tưởng như vậy. Vậy tôi bắt đầu đây. Anh đưa tay qua đây. Mê mơ cha anh họ Kim, đúng không? Ồ, đúng. Mẹ anh là phụ nữ, đúng không? Đúng vậy. Anh hiện tại luyện khí hậu kỳ chỉ còn nửa bước là có thể trúc cơ. Đùa, sao thằng cờ hó này ngu vậy? Thần toán ơi, cô đúng là thần toán. Thử thách của tôi đã kết thúc. Tin tôi đi, hôm nay anh nhất định có thể trở thành đệ tử Cửu Kiếm Sơn. Mê mơ. Chạy mẹ rồi, tao thật chứ. Sao cảm bị lừa rồi? Đúng là đệ tử Cửu Kiếm Sơn. Đi không để lại dấu vết. Lợi hại lợi hại. Cửu Kiếm Sơn khai sơn. Vòng thử thách đầu tiên là áp linh căn. Anh giao nhiệm vụ có thể động não một chút không? Vạn tầng bậc thang. Tôi là người bình thường sao lên được? Nhiều năm như vậy bậc thang đều là vạn tầng. Cô đừng cứ trách người khác. Hãy nghĩ xem bản thân mình có nỗ lực không? Có chăm chỉ làm chó đệ trong giới tu chân không? Hoặc là anh đổi thái độ tôn trọng tôi một chút. Hoặc là tôi tự diệt anh và tìm một hệ thống mới. Xin lỗi chị, em sai rồi. Hay là chị xem qua gói tân thủ trước, rồi quyết định có tự diệt không? Được. Chúc mừng vật chủ nhận được cực phẩm hỏa linh căn. Mị lực tăng 1 điểm, ngộ tính khá tốt. Hai cái trước đều có thể chấp nhận. Cái ngộ tính khá tốt này là cái chó gì? Bởi vì không phải ngộ tính tuyệt hảo, nhưng mạnh hơn đa số người. Đây đúng là đồ tốt để bổ não. Tôi lừa người nhiều năm rồi. Cần bổ não sao? Xem bảng cá nhân nào. Vật chủ thập tam thủy, thiên phú cực phẩm hỏa linh căn. Cảnh giới chưa nhập cảnh. Mị lực 70 điểm. Quyết định bởi nhan sắc, khí chất và các điều kiện tổng hợp để lừa người. Một cô gái tuy không có gì về thực lực, nhưng dần dần trở nên xinh đẹp. Đủ rồi. Nói bậy bạn nữa là lột một lớp da của anh đấy. Sao có thể chứ? Tôi chỉ là một tiểu nhân vật. Nếu trước đây từng gặp Kim công tử, chắc chắn sẽ không quên. Chẳng lẽ đây chính là một lần gặp như cố nhân sao? Đây chính là có duyên. Đã chúng ta có duyên như vậy, chi bằng lập đội đi. Mê mơ, hôm nay tôi gặp một thần toán tử. Đó chắc chắn là một khâu trong thử thách. Cô theo tôi tuyệt đối không vấn đề gì. Chỉ cần cô vượt qua vòng 1, 2 vòng sau chúng ta lập đội. Ốc không nào. Thỏa thuận xong, lão bản cứ sai bảo tôi. Lão bản khách sáo quá, tôi cũng thấy cô có duyên. Tôi có con mắt tinh đời. Cô nhất định là thiên tài tuyệt thế. Người tốt tuyệt vời. Người tiếp theo, Kim Thánh Phi, Kim Thị Giang Lăng. Cô em gái Tam Thủy, em chờ đó. Xem anh biểu diễn, nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc.
Vãi chưởng, 92 điểm, thật bá đạo. Vị thánh tử Cửu Kiếm Sơn kia cũng chỉ được 94 thôi. Đúng là người không thể xem mặt mà bắt hình dong. Kim công tử không thể so trí tệ. Biết đâu thiên phú khủng khiếp như vậy là đổi bằng trí tệ thì sao? Em xem anh thành công không? Quá thành công luôn. Anh đã thành công thu hút sự chú ý của họ rồi. Mê mơ, có tác dụng gì? Ý anh là sao? Họ đứng trên trời nhìn xuống, từ đầu đến cuối chỉ nói một câu. Rốt cuộc có tác dụng gì chứ? Mê mơ, có lẽ có tác dụng tạo hình tượng. Yến trưởng lão bất giận, chúng ta còn phải tạo dáng nữa. Nếu để mấy tông môn khác biết, chẳng phải sẽ cười nhạo chúng ta sao? Chúng ta đứng ở đây chính là uy hiếp. Anh hiểu uy hiếp không? Mấy vị trên trời kia sao đột nhiên trông như ăn phải mật ngọt vậy? Có lẽ họ bị tào bón đấy. Thả tôi ra để tôi xử lý hắn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh nào Yến trưởng lão. Thời gian trôi nhanh, sắp đến lượt rồi. Thập Tam Thủy bên cạnh, đưa tay lên là được. Cô gái này trông xinh đẹp, chỉ không biết thiên phú thế nào. Biết đâu cũng là thiên tài linh căn trên 90. Anh tưởng linh căn là rau cải à? Cô ấy toàn thân không có chút linh lực nào. Có 70 là tốt lắm rồi. Cô ấy đột phá rồi à? Cô ấy đau linh căn mà cũng đột phá. Quan trọng là đá thử linh căn cô ấy chạm vào đã vỡ. Rốt cuộc giá trị là bao nhiêu? Đại ca, anh không sao chứ? Cô thấy tôi giống không sao không? Yến trưởng lão, mê mơ. Ngay cả Yến trưởng lão cũng ra tay. Cô gái này thật may mắn. Nếu là Yến trưởng lão thì chắc không phải may mắn, mà là đổ máu. Đo lại đi. Ôi, đừng nhìn người ta như vậy chứ. Người ta ngại quá. Mẹ con điên này, liêm sỉ bỏ chó nhai rồi à? Thành tích của ngươi không đạt. Nếu ngươi còn muốn vào Cửu Kiếm Sơn của ta, thì phải để ta thăm dò linh hồn. Người phụ nữ này chưa từng tu luyện, lại có thể làm trọng thương trưởng lão tông môn. Hóa ra là do linh hồn của cô ta đang bị tra tấn. Thành tích của ngươi không đạt. Nếu ngươi còn muốn vào Cửu Kiếm Sơn của ta, thì phải để ta thăm dò linh hồn. Này, ngươi có ý kiến gì không? Chó chết, ngươi sẽ bị phát hiện sao? Đừng gọi ta là chó chết, hãy gọi ta là hệ thống vô địch. Nhớ chưa con điên này? Đừng nói nhìn thấu ký ức của ngươi, cho dù lột sạch ngươi cũng không phát hiện ra sự tồn tại của ta. Nếu nhất định phải thăm dò linh hồn, ngài cứ việc, tôi đã muốn gia nhập Cửu Kiếm Sơn, vậy thì nhất định phải đường đường chính chính, để mọi người công nhận. Cô gái này đúng là nữ trung hào kiệt, cảm thiên động địa. Vì để mọi người công nhận, lại đồng ý yêu cầu vô lễ như vậy của Yến trưởng lão. Đúng vậy, không chỉ thần hải sẽ đau, hơi bất cẩn một chút là sẽ biến thành kẻ ngốc. Thật là cảm động quá. Đã chuẩn bị xong rồi, vậy thì hãy thả lỏng tinh thần, ta cũng tiện đi vào người một chút. Chật, nói như thế sắp làm gì ấy? Mẹ nói chứ, tức chết ta. Ngươi không đau sao? Không đau, lực linh hồn của ta thô to. Ngươi thật sự không đau sao? Thật không đau, ngươi còn nói bậy nữa, ta sẽ la lên phì lẽ đấy. Yến trưởng lão vừa vào thức hải quả, Thập Tam Thủy thì liền thấy một bãi cỏ. Tôi là Pepper. Đây là em trai tôi, Gốc. Đây là mẹ tôi. Đây là bố tôi. Yến trưởng lão bị ông nhiễm tinh thần, tiếp tục bay vào sâu trong thần hải. Đây đây là... kẻ xâm nhập chết đi. Linh căn cực phẩm chẳng lẽ là... Đúng vậy, đao cực phẩm có thể khiến bất kỳ kẻ gió xét nào cũng nổ tung. Ồ vậy đúng là cực phẩm thật. Ngươi không sao chứ? Vòng một đã qua, linh căn hỏa biến dị. Giá trị linh căn 89. Ánh mắt ngươi là sao vậy? Ánh mắt tin tưởng. Sau khi Yến trưởng lão rời đi, liên lạc với tông chủ và Hạ Vãn Ban, người biết mọi chuyện trong tông môn, để họp. Người chắc chắn những gì người thấy là xiềng xích quấn quanh người và đinh đóng vào giữa chán sao? Hạ lão, người biết gì sao? Em rằng đây là Diêm La Ác Chú. Mê mông, đó là cái gì vậy? Trước đây dùng chi hồn tỏa khóa toàn thân xương cốt,
Diệt hồn đinh đóng vào thiên linh cái, khiến người ta sinh sinh thế thế linh hồn vĩnh viễn bị tra tấn, không được yên ổn. Chú thuật này sao mà ác độc vậy? Không chỉ vậy, mỗi đời hắn đều chết yểu và không thể tu luyện. Nay linh căn mạnh mẽ, có lẽ còn có tiên duyên khác. Rốt cuộc là ai đã hạ chú thuật như vậy lên người hắn? Trên thông tin của hắn ghi là trẻ mồ côi, sinh ra ở phàm giới 18 năm, lại vừa mới nhập tiên đồ. Em rằng lời nguyền này không phải kiếp này mới có. Khó trách lực linh hồn của hắn mạnh bất thường, linh hồn lại sinh sinh thế thế chịu tra tấn như vậy. Vậy có nên thu nhận hắn không? Đến là có duyên. Nếu thật sự là định mệnh dẫn dắt hắn đến nơi này, cho dù hắn có thần bí đến đâu cũng không thể gây rối được. Biết ngươi nổi lòng tham tài, ngươi cũng nói đứa trẻ này tâm tính rất tốt. Nếu hắn có thể vượt qua 3 vòng thì thu nhận có gì không ổn. Còn có bí mật trên người hắn, tạm thời đừng nói cho hắn biết, sợ hỏng tâm tính tốt. Nhân tiện, các người có biết máy sấy tóc màu hồng là gì không? Mê mơ, cái quái gì vậy? Chính là cái thứ ngốc nghếch kia, vừa mở miệng đã nói trả tôi là paper ấy. Sáng sớm ngày thứ hai của kỳ thi, trời vẫn chưa sáng, thập tam thủy trong tiếng cầu nhau của người bên cạnh. Mê mơ, ai thổi gió nóng sớm thế này? Có chút tố chất nào không? Nóng chết người ta rồi, đâu có gió nóng, thế này chẳng phải rất mát sao? Chỉ mình cô mát thôi, xung quanh cô toàn nguyên tố hỏa chen chúc. Vậy tôi có cần xin lỗi không? Không cần, họ càng mong cô cút đi hơn. Vậy thì ra ngoài dạo một vòng vậy. Dưới ánh trăng, thập tam thủy đến một khu rừng nhỏ. Chắc ở đây không ai đâu ha, tiếp tục tu luyện. Thập tam thủy là một đứa trẻ mồ côi. 10 năm sống như vậy khiến cậu khao khát muốn trở nên mạnh mẽ. Nhưng cậu tu luyện chưa được bao lâu thì bị một tiếng nước vang lên cắt ngang. Cái gì vậy? Thập tam thủy theo tiếng nước chảy đến bên một cái ao. Mỹ nam tắm ao, quá đã. Tôi đầu hàng. Sao lại dính trộm ta tắm? Đừng nói bậy, chính ngươi tự tắm suối nước nóng ngoài trời. Ta đang tu luyện ở đây, ngươi làm phiền ta rồi. Ta mới đến xem thử. Ta làm phiền ngươi, chứ sao, tiếng nước róc rách kia. Ta mới qua nhìn một cái, ngoài việc thấy hai khối ngực to khỏe, chẳng thấy gì khác cả. Ngươi có gì mà kinh ngạc như vậy? Hơn nữa ngươi còn làm ta bị thương. Một cô gái nhà lành sao lại nói năng bừa bãi vậy? Ta còn chưa hoảng, ngươi la cái gì, bình tĩnh lại đi. Hãy nghĩ xem làm sao bồi thường tiền thuốc men cho ta đi. Ngươi có thể biết xấu hổ chút không? Ngươi làm phiền ta tu luyện tôi không tính toán, nhưng cổ của ta là do ngươi làm bị thương. Tiền thuốc men này ngươi nhất định phải trả. Hơn nữa ta có một bộ mặt là đủ rồi, lại thêm da mặt nữa thì dày quá. Nhất phẩm khí huyết đan, đủ chưa? Nhìn thấy viên khí huyết đan này, thập tam thủy một chút thói quen nghề nghiệp nhỏ liền trỗi dậy. Chỉ một viên thôi à? Mê mơ, một viên khí huyết đan còn chưa đủ sao? Có lẽ là đủ. Cũng phải, ngươi chỉ có thể ra ngoài tắm ao thôi. Chắc hẳn không có máy đồng. Ta sẽ không làm khó ngươi đâu. Sụp đổ rồi, tôi thật sự sụp đổ rồi. Mẹ nó, cho ngươi hốc đấy. Vô Hóa sau khi rời đi liền trực tiếp trở về Thanh Vũ Phong. Vô Hóa, xem ra chuyến đi này của ngươi thu hoạch rất lớn. Sư tôn nói vậy là sao? Hôm nay khí âm cực phát, so với ngày thường ôn hòa hơn nhiều. Nói lại chuyện này, ta nghe mấy vị trưởng lão nói, hôm nay có một cô gái trẻ đo linh căn liên tục sai, nghi ngờ là Dương Linh Căn. Cô gái Dương Linh Căn? Không, không thể nào. Tiểu tu sĩ của khí linh lại đang trên đường thử nghiệm, phát ra sấm sét, hóa ra là đang thử nghiệm thì bị khí linh đuổi ra. Vòng thử nghiệm này khảo nghiệm lực linh hồn, leo lên 50 tầng đăng thiên thê là qua. Thử nghiệm bắt đầu nghiêm ngặt. Vừa dứt lời, mọi người lần lượt bước lên bậc thang, sắc mặt đau đớn. Tam Thủy em gái, em làm sao vậy? Đừng dọa tôi chứ. Tôi cũng không biết, chỉ cảm thấy cả người như được mơ sắc, sướng lắm. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ là do Diêm La áp chú trên người hắn sao? Gì mà áp chú? Nói đơn giản là, trước đây hắn luôn bị người ta dùng gậy gộc đánh, hôm nay đột nhiên đổi thành tát, so ra chẳng phải sướng hơn sao? Cuối cùng thập tam thủy dừng lại ở bậc thang thứ 500, toàn thân bắt đầu rỉ máu. Thông thiên thê không phải chỉ thử thách lực linh hồn thôi sao? Sao nhục thân của tôi lại không chịu nổi? Chẳng lẽ cái thang này thấy tôi leo nhiều quá nên không kiên nhẫn? Luyện khí kỳ vào thông thiên thê, 100 tầng là ưu, 200 tầng là cực phẩm, 300 tầng là tuyệt, 500 tầng là đỉnh cao. Nay lại có thiên kiều nữ thập tam thủy, 500 tầng bán phúc. Tôi leo cao thêm chút nữa, chẳng lẽ sẽ trực tiếp trúc cơ luôn sao? Được được được, tiểu thang à, chị không leo nữa đâu, cút đi. Cậu bị bệnh à? Mộc Thành Thang chẳng phải để cho người ta leo sao? Đồ nhỏ mọn vô tư cách.
Đăng thiên thể bán phúc, lại còn có chuyện bán phúc. Việc này thật chưa từng nghe thấy. Giới tu chân sắc thay đổi rồi. 100 tầng là ưu, 200 tầng là cực phẩm. 300 tầng, kỷ lục cao nhất của luyện khí kỳ mới chỉ 200 tầng. Giới tu chân chúng ta yêu kém vậy sao? Chuyện thiên thể bán phúc này sẽ khiến hắn bắt đầu lộ đầu trong cả giới tu chân. Không qua cố ý thu lại để che giấu thiên phú của hắn. Linh căn 89 tính là gì chứ? Tính là anh nói bậy. Nhân tiện, phong thi mới là kiếm trùng phải không? Đúng, nhưng nghe tông chủ nói thanh kiếm đó hình như đã tỉnh lại. Anh nói chẳng lẽ là thanh kiếm của cố hữu lão tổ khai tông? Vị được xưng là kiếm chủ trong thời đại hoàng kim đó. Kiếm của ông ấy hôm qua tỉnh lại. Tổ sư ơi, thanh kiếm này cuối cùng cũng tỉnh rồi. Con đường thành tiên của giới tu chân sẽ nhờ đó mà mở ra sao? Đừng đùa tôi chứ, Cửu Kiếm Sơn chúng ta lấy nhiều khí linh kiếm như vậy để nuôi ngươi. Tôi chỉ sờ một cái, sao ngươi nói tắt là tắt? Các vị trưởng lão mau đến giúp, nhanh lên. Mà lúc này Yến Ca đang bày sạp ở ven đường. Nhìn qua xem nào. Hướng dẫn qua vòng 3 chỉ cần một viên linh thạch thượng phẩm. Giới hạn một phần, ai đến trước được trước. Mê mơng, cho con bé này chút phúc lợi. Coi như bồi thường vì thăm dò linh hồn. Nếu có thể kiếm chắc chút lông thương của nó thì càng tốt. Cô gái này, cô chờ chút. Tôi á, cô không nghe tôi gọi gì sao? Nghe rồi, kiểu của ông. Tôi biết lừa đảo. Lừa không được tôi đâu. Giả làm ông lão bản bí kíp. Tôi đã làm không biết bao nhiêu lần rồi. Chú em, chú còn non lắm. Sao lại là lừa đảo chứ? Cô xem trên người tôi mặc chính là... Thôi, bộ từ này tôi mấy hôm trước cũng dùng rồi. Sáng tạo chút đi chứ. Ông thật sự không lừa được tôi đâu. Tôi đi đây. Đứng lại. Hôm nay cô muốn cũng được, không muốn cũng phải muốn. Lần này chọc đến đại lão rồi. Mạng chó quan trọng hơn. Đại gia không phải tôi không muốn. Tôi là mua không nổi nên mới nói vậy. Ngài là bậc đại nhân, có thể tha thứ được không? Cô đùa tôi à? Mấy ngày nay ăn ở của cô đều hạng nhất. Sao lại không có tiền chứ? Ăn ở đều do Kim Thánh Phi bao. Tôi không tốn một xu. Một xu cũng không. Mê mơ. Người nhà không cho cô sao? Tôi từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi ở một ngôi làng nhỏ. Làm gì có người nhà? Không có bạn bè khác sao? Không có, họ khinh thường tôi là người nhặt rác. Nếu không nhặt rác thì sống không nổi. Ai mà muốn lừa người chứ? Trước đây cậu ấy từng sống khổ như vậy, vậy mà tôi còn định lừa cậu ấy. Tôi đúng là đồ bất lương mà. Thấy cô đáng thương, thứ này tặng không cho cô vậy. Nhưng tôi có hướng dẫn cũng vô dụng. Bây giờ thì tôi đang luyện khí trung kỳ, nhưng quá yếu, vẫn phải nhờ vào vận may thôi. Cũng là do đột phá liên tục, cảnh giới không ổn định. Tôi lại cho cô thêm một viên cố nguyên đan và một quyển công pháp huyền giai. Đại gia, ngài đúng là Phật sống mà. Cô hãy uống đan dược trước đã, rồi tôi sẽ truyền công pháp cho cô. Đa tạ tiền bối giúp đỡ, ân đức lớn không biết lấy gì báo đáp. Ta còn tưởng ngươi có bao nhiêu khí phách. Khi đan dược vào miệng, thập tam thủy, cảm thấy cảm giác khó chịu vẫn thường có trong cơ thể biến mất hoàn toàn. Con bé này thể chất tĩnh chỉ bán tốt thật, chuyển hóa lực eo nhanh vậy, nhưng mà thiên đạo là công bằng. Ngộ tính của con bé này chắc không tốt lắm đâu. Được rồi, ta sẽ truyền huyền nguyên công cho ngươi. Thời gian gấp rút, nghe được thì nghe. Nghe ta giảng giải cho ngươi. Huyền nguyên công chia làm 3 tầng. Tầng 1 là trắng, tầng 2 là xanh, tầng 3 là tím. Lời còn chưa dứt, đã thấy trên tay chất tam thủy xuất hiện một luồng xoáy màu trắng. Một lúc sau lại biến thành màu xanh. Khoan đã, mê mông. Cô thật sự chưa từng tu luyện huyền nguyên công sao? Chưa từng, cũng chưa ai cho tôi bí kíp cả. Đại gia, ngài không sao chứ? Không sao, chỉ là nghĩ đến việc ta mất 3 năm mới tu luyện huyền nguyên công đến tầng 2. Thiên hạ gọi ta là tuyệt thế ngộ tính, ta chỉ muốn cười thôi. Đại gia, tôi thấy ngài chỉ cần giảng thêm chút nữa, tôi sẽ có thể tu luyện đến tầng 3. Ngài có muốn làm người tốt đến cùng không? Ta không muốn, mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm. Mẹ ông vẫn còn sống cơ à? Nhìn cái miệng của ta này, chủ yếu là sống ở phàm giới lâu quá, không có khái niệm gì về tuổi thọ của giới tu chân. Trông ngài không trẻ lắm. Sao cái miệng này cứ hay chọc người thế? Con bé này rốt cuộc sống đến giờ kiểu gì vậy? Cuối cùng Yến Ca lại giảng dạy thêm cho thập tam thủy một hồi, rồi vội vàng trốn đi. Mê mơ. Chỉ cần ta chạy đủ nhanh, thì con bé đó sẽ không đánh bại được ta. Không đúng, hôm nay ta chỉ đến đưa hướng dẫn thôi mà. Sao lại còn tốn thêm một viên đan dược nhị phẩm và một quyển công pháp nữa? Thập tam thủy về đến khách điếm, kể lại chuyện vừa rồi cho Kim Thánh Phi. Tại sao chứ? Người thần bí tôi gặp chỉ xem bói cho tôi thôi. Rõ ràng là cùng một bộ đồ. Phải giải thích sao đây? Ồ, hiểu rồi. Chắc chắn là tôi không hiểu huyền áo trong đó. Để tôi về suy ngẫm kỹ một phen, nhất định sẽ được lợi như cô vậy. Sau khi kiếm quang tắt, trưởng môn triệu tập toàn bộ người của Cửu Kiếm Sơn khế ước linh giới. Nào ngờ tất cả đều bị kiếm khí của hắn làm bị thương. Vô Hóa, ngươi thử xem.
đây là tình huống gì vậy? Xem ra ta vẫn đến muộn một bước. Mamer, sư tôn cảm ứng được trong kiếm chủng lôi đình bạo loạn, sợ rằng tân sinh không thể ứng phó, em là sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng khi lão tổ bố trí trận pháp, đặc xá 3 ngày thử luyện kỳ, kiếm chủng miễn dịch tất cả tồn tại kim đan kỳ và cao hơn. Trận pháp này không phá được sao? Đúng vậy, nhưng thời gian trận pháp vẫn chưa hết, tu sĩ dưới kim đan kỳ vẫn có thể đi vào. Không còn kịp nữa rồi, chỉ còn 5 vị tu sĩ, trúc cơ đỉnh phong. Để tôi thử xem. Nhưng khí cực âm trên người ngươi. Trưởng lão đừng lo, tôi là đại sư huynh của Cửu Kiếm Sơn. Khi tông môn cần, tôi cũng nên nghĩa vô phản cố. Nhưng vô hóa, tuy chưa phải phế nhân, cũng không muốn trở thành phế nhân. Xin trưởng lão thành toàn. Đã vô hóa nói vậy, vậy thì lấy an toàn làm chủ. Vâng. Thập Tam Thủy vẫn chưa có tin tức sao? Yến ca hôm qua không phải chủ động đi thăm dò rồi sao? Tôi không có nha. Vậy hôm qua anh đi tìm Thập Tam Thủy làm gì? Các người đừng quản, ta tự có dụng ý của ta. Tuyệt đối không thể để họ biết ta đi làm tiểu đồng tán tài. Lúc này mọi người trong tòa nhà đều ủ rũ. Lôi bạo hùng mãnh như vậy, nếu cứ không ngừng, ai dám ra ngoài chứ? Tôi có cách. Các người có tin tôi không? Cô nói cô có cách, có thể nói trước xem sao không? Giải thích hơi phức tạp. Nói đơn giản là lợi dụng đồng cực tương khắc, dị cực tương hấp là một cái cột thu lôi là được. Vậy cột thu lôi này chế tạo thế nào? Là một cái tháp kim loại cao hơn một chút. Kim loại là trung tính, bị sét đánh thì dẫn điện, tương hỗ hấp dẫn với lôi điện là thành. Nhưng bây giờ chúng ta ngay cả nguyên liệu cũng không đủ. Các người không phải đều là tu sĩ sao? Bình thường chắc sẽ mang theo một số pháp bảo vũ khí chứ. Nung chảy chúng không phải sẽ có kim loại sao? Không được, đây là thủ đoạn bảo mệnh của chúng tôi, tuyệt đối không nung. Đã là bảo mệnh, bây giờ chẳng phải là lúc dùng chúng sao? Nếu không ai cũng đừng mong vào cửa. Biết đâu lôi bạo này một lúc nữa sẽ dừng. Lôi bạo này trong 3 ngày tuyệt đối sẽ không dừng. Mamer, người này khí thế thật mạnh. Hai vòng thử thách trước không thấy anh ta. Đại huynh ngực to. Cậu quên à? Lúc đó tôi đang tu luyện, vừa hay gặp anh ta tắm. Tôi không biết anh ta tên gì, nhưng ngực anh ta thật sự rất to, nên gọi anh ta là đại im miệng. Vậy đại huynh ngực to, anh tên gì? Sụp đổ rồi, tôi thật sự sụp đổ rồi. Danh tiếng cả đời của tôi, tuyệt đối không thể để họ biết tôi là nghi vô hóa. Tôi tên vô danh, đến để giúp các người. Được rồi đại huynh ngực to. Không được gọi biệt danh này. Được thôi huynh ngực to. Cậu có nghe hiểu không? Tôi sai rồi, nếu anh vẫn chưa nguôi giận thì có thể đặt cho tôi một biệt danh. Tôi đã nghĩ thay anh rồi, gọi là tuyệt thế đại mỹ nữ. Anh thấy thế nào? Mamer, cậu cũng xứng à? Vô danh sư huynh, chẳng lẽ chúng ta nhất định phải vượt qua lôi bão trước mắt sao? Đúng vậy. Sét đánh càng mạnh hơn rồi, chẳng lẽ trong động cũng sắp bị sét đánh sao? Đại ca đừng nói gở chứ. Tôi chỉ nói vậy thôi. Thật sự đánh, may là không trúng người. Câu miệng cậu anh lại. Thật sự sắp đánh tới rồi, mọi người phòng thủ. Mọi người mau nghĩ cách đi, tôi rốt cuộc không thể mang theo các người khắp nơi. Nếu còn nguy hiểm như vậy nữa thì các người chỉ có thể tự cầu phúc thôi. Thập Tam Thủy, cột thu lôi của cậu sẽ có tác dụng chứ? Tôi không biết. Cậu định rửa tâm cải tạo à? Tôi cũng bị mắc kẹt ở đây. Bây giờ lừa người, đến lúc đó gặp họa chính là tôi. Tôi còn tưởng cậu muốn làm lại từ đầu. Tôi cũng muốn xem nhiệm vụ của cậu. Vậy thì không còn cách nào khác, bật hắc dựa vào hệ thống, tu hành xem cá nhân. Tôi muốn giống các hệ thống khác vậy mới được. Sớm đã đổi tên thành uống ngụm nước là bất khả chiến bại rồi. Con có thể gọi cái này sao? Cho nên anh là cướp chó. Cô đang mắng ai? Cướp chó. Chọc giận tôi thì cô chẳng khác nào đụng vào bông, chẳng có tác dụng gì. Cô vẫn nên nghĩ cách thoát khỏi đây đi. Chực, cô có mấy phần nắm chắc? 5 phần cô. Nhưng làm xong rồi thì ai sẽ đi thu hút xét đây? Tôi đi, đã là do tôi đề xuất ra. Chỉ cần các anh chịu đánh cược với tôi, nguy hiểm khác tôi một mình gánh hết. Số lượng này chắc là đủ rồi, có thành công hay không thì xem tôi thôi. Mọi lửa nhỏ này của cậu chắc nung không được đâu. Hơn nữa những thứ này đều đã luyện chế qua rồi. Lửa thường căn bản không thể nung chảy được, phải tìm lò luyện khí mới được, phải không? Chẳng lẽ từ đầu cậu đã định làm thế này sao? Chứ sao, chúng tôi còn tưởng cậu sẽ luyện khí cơ. Có luyện khí sư nào không? Xong rồi, hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Ngay lúc này, nhiệt độ trong động không ngừng tăng lên. Mọi người lần lượt nhìn về phía nguồn sáng.
Không phải nói chỉ có hỏa linh căn từ nguyên anh thất trở lên mới có thể thoát khỏi lò luyện khí trực tiếp nung chảy sao? Cường độ ngọn lửa của thập tam thủy vượt qua ba đại cảnh giới sao? Không thể nào. Biết đâu thật sự có thể, thử xem. Nếu cậu ta thật sự làm được, thì có thể khẳng định cậu ta là dương linh căn. Cho dù không phải dương linh căn, lực lượng trong cơ thể cô ta cũng đủ áp chế lực lượng gen của vô hóa. Ít nhất cho vô hóa thêm vài năm thời gian không thành vấn đề. Thời gian từng chút một trôi qua, linh khí trong tay thập tam thủy cũng bắt đầu dần dần tan chảy. Vãi trưởng, thật sự làm được. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Tôi có thể sống sót. Ai đó đến hứng dung dịch giúp một tay. Đừng để mình tôi làm việc. Thứ này sắp nhỏ xuống rồi. Tôi đến. Tôi đến hứng. Các anh nghĩ cách tạo hình cho thứ này. Làm thành hình tháp cao. Cô yên tâm giao cho bọn tôi, không vấn đề gì. Cảm giác cũng không tệ. Đương nhiên, đây là vô số linh khí nung chảy mà thành. Cho dù dùng làm pháp khí, cũng tuyệt đối là pháp bảo cao phần địa giai. Thật tốt, tiếp theo thử xem có tác dụng được không. Các anh định ý gì đây? Đi đường bình an. Đã như vậy, vậy tôi xông lên đây. Các anh đợi tin tốt của tôi. Trời ơi mẹ ơi, đừng đánh tôi. Chỗ này chắc là được rồi. Thành công rồi, thật sự thành công rồi. Công phu không phụ lòng người mà. Khoan đã, sao vậy Kim Thánh Phi? Các anh có thấy thập tam thủy chạy vào không? Mau đi xem. Một nhóm tu sĩ cổ đại lại khóc tang trong thí luyện. Tam thủy tiểu muội, cô chết thảm quá. Đại ân đại đức của cô chúng tôi sẽ ghi tạc trong lòng. Mỗi năm thanh minh tôi sẽ nhớ đốt giấy cho cô. Mê mơ mê mơ. Anh lấy đâu ra cái chậu lửa và giấy ở đâu ra vậy? Còn tiếng kèn này lại là sao nữa đây? Nhà tôi là hào môn. Hào môn tranh đấu cách 3 hôm lại chết người. Nghiệp vụ khóc tăng tôi thuần thục lắm. Gần như mang theo giấy kẹp và chậu đốt giấy. Cái kèn này cũng hay. Nghe cũng được. Tôi không có kèn. Tiếng kèn từ đâu ra? Khóc tăng đủ chưa? Sao không mau đến giúp tôi? Các người có chút lương tâm nào không? Đệt, cậu lại còn có thể cứng rắn chống đỡ lôi điện như vậy, Huyền Nguyên Công. Cậu mới bắt đầu tu luyện, sao có thể luyện Huyền Nguyên Công đến tầng thứ 3? Yến trưởng lão, ngài, tôi thấy cơ sở của cậu ta quá kém, chỉ điểm chút ít thì sao? Cậu ta đã tầng 3 rồi mà ngài gọi đó là chỉ điểm à? Chỉ điểm sao ngài không chỉ điểm bọn tôi? Chỉ điểm các người cũng luyện không đến tầng 3. Không tin, ngài chỉ điểm cậu ta bao lâu? 2 lần, thật sự chỉ có 2 lần. Cái này cũng quá vãi trưởng rồi. Dưới sự hợp lực của mọi người, thập tam thủy cuối cùng cũng đi ra khỏi khu vực xếp đánh. Tôi hình như đã có cảm giác rồi. Cảm giác gì? Cậu muốn đi đại tiện à? Đại tiểu tiện bừa bãi không tốt lắm đâu. Cậu lại đột phá nữa à? Đúng vậy, xếp này cũng khá mạnh. Đánh tôi lên cấp luôn. Mẹ kiếp, một vòng thử thách cậu đột phá một cấp à? Nói bậy, mới đâu tới đâu. Biết đâu lần này tôi có thể trực tiếp trúc cơ. Đáng lẽ không nên cứu cậu, để xếp đánh chết cậu cho rồi. Tôi xông lên. Đại ngốc, xông lên cậu định làm gì? Bị sét đánh là có thể trở nên mạnh hơn. Tôi cũng muốn. Thập tam thủy có Huyền Nguyên Công tầng 3 bảo vệ cơ thể. Cậu đi vào nhiều nhất cũng chỉ thành đống cho thôi. Nói lại chuyện này, tiếng kèn lúc nãy của thập tam thủy là cậu làm à? Tôi nghĩ làm bi tráng một chút. Kết quả các cậu trực tiếp khóc tang cho tôi. Mê mơ, bây giờ sét đã bị hấp dẫn rồi. Lúc này các cậu có thể đến chọn kiếm trong kiếm chủng. Không ngờ đơn giản như vậy đã khắc phục được vấn đề. Thử thách này so với tôi nghĩ dễ hơn nhiều. Đại ca, tôi khuyên anh nói ít thôi. Chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Cậu không đi à? Kim Thánh Phi đã lên tiếng rồi. Chắc chắn có chuyện. Để họ thử nước trước đã. Không có gì tôi sẽ qua sau. Cũng không cần phải cẩn thận như vậy. Cậu nghe, có chuyện bất ngờ xảy ra rồi. Sao lại có nhiều u hồn thế này? Các người đừng tới đây. Những u hồn này khó đối phó bằng thủ đoạn thông thường. Đợi tôi một lát, tôi có cách xử lý bọn chúng. Vậy cô nhanh lên, thứ này đáng sợ quá. Cậu lại còn có cách đối phó u hồn cơ à? Không có. Tôi lừa họ thôi. Không thì u hồn tới đây tôi chẳng phải chịu họa sao? Nhưng mà u hồn này hình như rất sợ sấm sét. Vừa rồi đúng là không có một con nào ra. Nhưng trong đám tân sinh này không có ai có lôi linh căn. Đệ tử, người định triệu hồi sấm sét thế nào? Dùng cái đó, tuy người có Huyền Nguyên Công, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là luyện khí. Về sau chống đỡ không được bao lâu đâu. Cứt chó. Ngươi chắc chắn cái cảnh khô mọc ra trong cơ thể ta là lôi linh căn sao? Chắc chắn. Vừa rồi dưới kích thích của sấm sét,
người đã kích hoạt đặc tính ẩn của hỏa linh căn cực phẩm, phân liệt ra một lơ linh căn hoàn toàn mới. Nhưng linh lực của linh căn này đã cạn kiệt, muốn kích hoạt nó, ngươi phải rót sấm sét vào trong đó. Phần còn lại tự ngươi lo liệu đi. Chống đỡ được bao lâu không phải ai nói là tính được. Tốt xấu gì tôi cũng có huyền nguyên công, u hồn thì chẳng có gì cả. Tôi xông lên, để sấm sét đến dữ dội hơn một chút nào. Kim Phi, cứ thế này không phải cách đâu. Biết đâu thật sự sẽ chết ở đây. Thập Tam Thủy nói cậu ấy đã có cách rồi. Chúng ta chỉ cần giữ vững, đợi cậu ấy đến là được. Trước đó cố gắng kiểm soát thương vong. Đẹp. Mê mơ. Sao sấm sét lại đánh tới nữa? Trời muốn diệt ta sao? Khoan đã, đó là Thập Tam Thủy. Các huynh đệ, tôi tới đây. Mau chạy đi. Đừng đuổi nữa chị không sợ điện chứ bọn em sợ. Không đúng, mấy con u hồn này sợ tia chớp. Cậu xem, thực ra Thập Tam Thủy đang đuổi theo u hồn. Ta Thập Tam Thủy thiên hạ vô địch, u hồn hồn phi phách tán. Cứ trận này cũng quá đỉnh. Nói là có cách, đúng là có cách thật. Đúng là xung quanh vẫn tỏa ra ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng gì cơ? Đây là công đức, cả mặt đất đều là công đức. Tại sao vậy? Ý đồ tu chân vốn đã nghịch thiên, cải mệnh trúc cơ về sau, mỗi lần đại đột phá đều sẽ dẫn đến thiên kiếp. Thiên kiếp phàm vật không thể ngăn cản, chỉ có công đức mới có thể hộ thể, còn có thể hộ vệ tiên vực, có thể hưởng mọi lợi ích. Ra là vậy. Hạ lão có thu hoạch gì không? Ta vừa tra cứu điển tịch, công đức du thiên địa pháp tắc. Căn cứ vào hành vi của tu sĩ mà phát ra, trong kiếm chủng, phần lớn u hồn đều có thể gọi là cô hồn dã quỷ. Tuy rằng sấm sét có thể tiêu diệt chúng, nhưng lôi linh căn và thủ đoạn của tu sĩ không thuộc về thiên lôi. Đánh vào người u hồn sẽ khiến chúng hồn phi phách tán. Ý của hạ lão là, thứ Thập Tam Thủy đang dùng lúc này đều là thiên lôi có thể đưa u hồn vào luân hồi. Cậu ta tương đương với giúp thiên đạo làm chuyện này, cho nên mới tính công đức cho cậu ta. Thập Tam Thủy này đúng là một chân dẫm phải cướp chó. Một phát có thể có đại đạo công đức, sao lại để cậu ta đánh chúng được chứ? Mà lúc này Thập Tam Thủy cũng biết đây là công đức. Điều này không chỉ khiến toàn thân cậu không có chút cảm giác bị sét đánh nào, mà còn tới tầm lôi linh căn của cậu. Cất chó, lôi linh căn của tôi tính là kích hoạt rồi à? Dùng được thì chắc chắn là dùng được, nhưng giá trị căn nhiều nhất là 60. Nhưng mà theo đà này, thêm nửa tiếng nữa là có thể đánh lên 90 rồi. Vậy thì tôi thích bị sét đánh lắm. Đừng chạy. Ngoan ngoãn để tôi đánh, để tôi lấy công đức. Thế giới này thật hoang đường, đột nhiên lại đảo lộn thành dạng tôi không dám nghĩ. Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, đám mây sầm vốn lượn vòng trên kiếm trùng hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm đều tan đi cả rồi. Tôi không ngờ tí nào, kiếm trùng lại vì một mình cậu ta mà trở nên hòa bình vô hại như vậy. Chói mắt quá. Còn có một chút thần tính nữa là sao? Đừng nói nữa, chân tôi mềm nhũn rồi, muốn quỳ xuống. Chẳng lẽ đây cũng là sức mạnh của công đức sao? Đại huynh ngực to, hay là anh cứ quỳ xuống đi. Không mất mặt đâu, ánh sáng bằng công đức này coi như lại Phật là được. Bản thân anh ta vốn đã không chặt nổi gà. Vừa rồi anh ta thay mặt Thập Tam Thủy nói chuyện, hình như được chia một tia công đức, trực tiếp đột phá luôn. Còn có thể như vậy sao? Tương tự như cậu tín ngưỡng một vị thần tiên nào đó thì sẽ cầu phúc với người đó, người đó cũng sẽ đáp lại lời cầu phúc của cậu. Thập Tam Thủy trực tiếp dùng công đức thành tiên luôn. Đại huynh ngực to, anh quỳ đi, cùng gia nhập giáo phái Tam Thủy Thần của bọn tôi. Đúng vậy, có công đức mà, quỳ một cái thì có làm sao? Đây chính là sức mạnh của giáo phái Tam Thủy Thần sao? Thật là đáng sợ làm sao? Chứ vị ái khanh vì sao quỳ xuống? Là vì phong thái anh hùng của bản đại gia cho nên mới thành kính như vậy sao? Là vì ánh sáng công đức phía sau ngươi? Ồ, các ngươi quỳ xuống là vì cái này à? Mê mơ. Ý cậu là sao? Cậu mau thu lại đi. Tôi không biết, cậu biết làm sao thu lại không? Không biết, cậu mau nghiên cứu làm sao thu cái này lại. Đừng nóng vội mà, chuyện này tôi cũng không có kinh nghiệm. Các cậu ủy khuất nhiều quý trọng. Này, ánh sáng này mở ra nhiều một chút cũng không sao. Tôi nói cho cậu, Kim Thánh Phi và Thập Tam Thủy nói chuyện vừa xảy ra. Vậy sau này tôi chẳng phải thành cái máy ban phúc rồi. Không sao, chỉ có người tín ngưỡng cậu mới được chia một chút thôi. Chuyện tốt, sau này các cậu nhớ thắp hương cho tôi, biết đâu còn có thể thành công đắc tiên. Thập Tam Thủy ngồi xếp bằng xuống, nghiên cứu một hồi lâu, mới dần dần thu liễm công đức lại. Nhưng dù cậu ta có thu liễm thế nào, trên da vẫn có một lớp ánh vàng nhạt. Cậu đừng nói, hiệu ứng này trông màu thật đấy. Đúng không, tôi cũng nghĩ vậy. Có lẽ tôi nên nhắc nhở các cậu một chút. Bây giờ các cậu đã ở trong kiếm trùng được 2 ngày rồi. Chỉ còn một ngày cuối,
Với thực lực và thiên phú này của tôi, chọn kiếm chẳng phải nhẹ nhàng sao? Tôi ra lệnh một tiếng, mấy thanh kiếm này phải ngoan ngoãn nghe lời hết. Cậu điên rồi à? Người ta sao lại không điên chứ? Con người là phải điên, tuổi trẻ cùng điên, đầu óc đau. Hy vọng cơn thất tình này mau kết thúc đi. Lùi lại, tôi sắp bắt đầu làm màu rồi. Để tôi cho các cậu xem cái gì gọi là một tiếng trầm đáp. Vạn tiễn tề minh, kiếm đến. Kẻ xuyên việt muốn làm màu trước mặt tu sĩ cổ đại. Không ngờ lại xuất hiện tình huống mất mặt như vậy. Để tôi cho các cậu xem cái gì gọi là một tiếng trầm đáp. Vạn tiễn tề minh, kiếm đến. Có lẽ mấy thanh kiếm này bị điếc nên không nghe thấy. Tôi thử lại xem. Kiếm đến, kiếm đến, kiếm đến. Sao lại thế này? Không phải nói là kiếm chọn người sao? Tôi đã bật hack rồi. Sao lại không có một thanh kiếm nào chọn tôi? Có lẽ họ thấy cậu rẻ tiền quá đấy. Có lẽ cậu nên bỏ cái tôi của mình xuống. Đi hỏi từng cái một. Vậy tôi thử xem. Cậu có muốn trở thành bạn kiếm của tôi không? Chuôi kiếm của cậu nhỏ quá, tôi có thể sờ một chút được không? Thật cứng thật lạnh. Tôi có thể ôm một cái được không? Tôi hứa sẽ không làm gì khác đâu. Vãi trưởng, biến thái quá. Các anh em, chẳng lẽ mấy thanh kiếm này đều mất linh trí rồi sao? Không có chút phản ứng nào cả. Tuy nói trong kiếm trùng có chút vấn đề, sẽ áp chế linh tính của kiếm, nhưng cơ bản nhận chủ sẽ không bị ảnh hưởng. Tôi không tin, Kim Thánh Phi, cậu thử xem. Ốc luôn, để tôi thử. Cậu có muốn đi cùng tôi không? Không tệ, Hoàng Kim Kiếm. Ngàn năm trước là bạn kiếm của một vị đại năng. Có thể chém một kiếm, coi như là thanh kiếm có phẩm giai cao nhất trong các chủng kiếm. Tất nhiên không bao gồm thanh kia. Tại sao cứ không thèm để ý đến tôi vậy? Các cậu thử xem. Rất nhanh, những người khác cũng tìm được thanh kiếm phù hợp với mình. Không có lý do gì cả. Chẳng lẽ họ nhắm vào tôi sao? Không lẽ kiếm tuy có linh, nhưng linh trí không cao. Họ chọn người hoàn toàn dựa vào cảm giác. Ai mạnh ai phù hợp với họ. Họ tự có cảm ứng, chẳng lẽ nói. Không lẽ nào? Bao nhiêu năm qua trong kiếm chủng, khu vực trung tâm nhất tồn tại một thanh kiếm, tên là Bi Khí. Truyền thuyết chủ nhân của thanh kiếm này khiến thời đại Hoàng Kim kết thúc, vô số truyền thừa đoạn tuyệt. Mọi người nói hắn là ma đầu, vĩnh sinh vĩnh thế không được vào luân hồi. Nhưng cậu có biết kết cục cuối cùng của vị này là gì không? Hắn lên trời. Nói cách khác, hắn quy tây. Ý là phi thăng, trở thành người duy nhất phi thăng trong toàn bộ ghi chép tu chân. Chứng thực giả thuyết giới tu chân có thể phi thăng. Hắn chính là truyền thuyết lưu truyền đến nay của giới tu chân. Thiên Bi Tiên Nhân. Cậu tiếp tục đi, truyền thuyết về Thiên Bi Tiên Nhân lưu truyền đến nay. Không ai biết năm đó vì sao hắn lại đại khai sát giới. Càng không biết hắn phi thăng như thế nào. Thứ duy nhất để lại chính là một tòa động phủ và một thanh bội kiếm. Mọi người đều suy đoán, Thiên Bi Động Phủ sẽ có cơ hội mở ra. Sau khi Bi Khí Kiếm nhận chủ, vô số đại năng giới tu chân đều mai phục chờ đợi khoảnh khắc đó. Mai đến gần đây Bi Khí Kiếm mới có phản ứng. Cũng chính vì sự phục sinh của nó mà toàn bộ kiếm trong kiếm chủng đều bị nó áp chế linh lực. Vậy ý của cậu là, có lẽ Bi Khí Kiếm đã chọn tôi. Nó chiếm hữu dục phát tác nên không để kiếm khác chọn tôi. Tuy tôi có ý này, nhưng cậu tự nói ra cũng quá vô liêm sỉ rồi. Tôi có thể dẫn cậu đi thử xem, nhưng cậu phải tôn trọng một chút. Dù sao đó cũng là bạn kiếm của người phi thăng. Được rồi. Sa tử, cậu xem này. Sa tử mù thì sao? Mật điểm cũng ăn ngon không? Anh, đồ không cha không mẹ này. Ăn trộm đồ phải chặt tay, biết không? Tôi không ăn trộm, tôi thấy anh ta không cần. Vứt xuống đất, nên tôi mới nhặt lên ăn. Đồ thiếu gia nhà tôi vứt cũng là của thiếu gia nhà tôi. Cho dù cho chó ăn cũng không đến lượt mày. Cút xa ra. Tại sao? Tôi chỉ muốn sống sót thôi mà. Chủ thể, ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể thay đổi tất cả. Thật sự có thể thay đổi tất cả sao? Chết tiệt. Cậu sao vậy? Biểu cảm của cậu hơi đáng sợ đấy. Cậu không nhìn thấy gì sao? Nhìn thấy gì cơ? Không có gì. Chủ thể, vừa rồi ngươi bị thám hồn. Có thứ đang dò xét ký ức của ngươi. Xem ra đã tìm ra hung thủ thật sự rồi. Lập tức sẽ gặp được Bi Khí Kiếm. Cậu đừng có làm chuyện kỳ quái gì đấy. Sao lại thế được? Tôi là cô gái tốt lớn lên dưới ánh mặt trời. Sao lại làm chuyện kỳ quái chứ? Tất nhiên nếu anh ta không biết điều thì đừng trách tôi nhé. Thế này hơi khó coi rồi. Chỉ mình cậu nói nhiều thôi. Cho cậu cơ hội đi theo tôi. Cậu đừng không biết tự lượng sức mình. Cậu có thể nói một cách lễ phép hơn được không?
Dù sao anh ta cũng là bạn kiếm do người phi thăng để lại. Lễ phép. Tôi cho anh ta thể diện rồi. Không được sự đồng ý của tôi mà dám thám thần của tôi. Anh ta có lễ phép không? Giả chết à? Đợi đấy, tôi có đủ cách để đối phó với anh. Xem ra Bi khí kiếm sẽ không chọn cô ta rồi. Tên đạo sĩ này. Nhưng chúng ta chế tạo cho cô ta một thanh kiếm chuyên dụng cũng không thành vấn đề. Đạo sĩ kiếm thì thứ yếu, thiên phú của cô ta quá mạnh. Nếu làm điều ác, giới tu chân lại sẽ nổi lên một trận mưa máu gió tanh. Các người mau đừng nói chuyện nữa, mau qua đây xem. Cậu làm gì vậy? Cậu điên rồi à? Đừng ngăn tôi, xem tôi có đánh phục được anh ta không. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đánh nữa kiếm sẽ hỏng mất, tôi đầu hàng rồi. Sớm vậy không phải tốt rồi sao? Không phải tôi không muốn sớm, mà là khi tôi thám hồn đột nhiên bị nổ một cái. Ý thức của tôi đúng là có tan rã một lúc, bây giờ mới quay lại. Đáng đời, ai bảo anh thám hồn tôi? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Lần này tôi tỉnh lại là vì cảm ứng được khí tức của cô. Khí tức trên người cô rất quen thuộc. Quen thuộc? Anh không bị nói tôi là thiên bi tiên nhân chuyển thế đấy chứ? Không phải, không phải. Khí tức trên người cô rất quen thuộc, nhưng cô không phải thiên bi. Vậy tôi là ai? Tôi không nhớ rõ. Bây giờ tôi rất yếu ớt, tôi cần một chủ nhân mạnh mẽ để nuôi dưỡng tôi. Để tôi từ từ trở lại thời kỳ toàn thịnh, ý thức của tôi bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Muốn tôi khế ước với anh sao? Đúng vậy, mục đích cô đến đây không phải cũng vì tôi sao? Kiếm phổ tín đúng là hạ đầu. Tôi là vì không có kiếm nào chọn mới đến tìm anh. Anh phải hiểu rõ. Chính tôi đã ra lệnh cho kiếm một lần. Nói với bọn chúng, cô là của tôi, bọn chúng không dám chọn cô. Tôi biết ngay chính là anh. Làm tôi mất mặt như vậy, đánh mất cơ hội làm màu. Còn thám hồn tôi. Đừng đánh nữa, tôi sai rồi. Chỉ cần cô khế ước với tôi, muốn làm màu lúc nào cũng được. Tôi ra lệnh một tiếng, vạn kiếm đều phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Điều kiện anh đưa ra rất hấp dẫn. Nhưng trước đây tôi đã bị anh làm tổn thương một lần rồi. Anh muốn tôi khế ước với anh cũng được. Anh có xin tôi đi. Não cô có vấn đề à? Đây chính là chủ nhân của bi khí kiếm đấy. Kiếm sai rồi, cầu xin được nhận nuôi. Đẹp. Mê mơ. Bây giờ có thể khế ước với tôi được chưa? Không được. Tại sao? Anh vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao lại thám hồn tôi. Sau khi cô khế ước với tôi tự nhiên sẽ biết thôi. Chơi trò dương đồng kích tây này à? Tôi không mắc mưu đâu. Anh muốn nói thì nói, không nói tôi đi đây. Cô không thể vô tín như vậy được. Tôi đâu chỉ vô tín, tôi còn vô liêm sỉ nữa. Tôi không cố ý. Năng lực của tôi chính là khiến người ta nhớ lại ký ức buồn đến mức khóc. Lúc đó tôi chỉ muốn gặp xem cô trông như thế nào. Kết quả là năng lực này đúng là báu vật. Sao anh không nói sớm? Sau này đánh nhau với người khác, đây chính là kỹ năng khống chế đỉnh cao. Bảo bối, thật sao? Ngài thật sự không phải đang đùa cho tôi vui đấy chứ? Chẳng lẽ vì trước đây thiên bi tiên nhân từng nói năng lực này vô dụng nên anh mới nói vậy sao? Vậy có thể khế ước với tôi được chưa? Tôi thật sự rất mạnh. Còn một điều kiện cuối cùng, chỉ cần anh đồng ý, tôi nhất định sẽ khế ước. Thật không? Tôi lừa một thanh kiếm được sao? Điều kiện cuối cùng của tôi chính là anh phải hứa với tôi, sau khi tôi khế ước với anh phải để tôi làm màu thật mạnh một lần. Vạn tiễn tề minh. Ai ai cũng biết. Ốc luôn, nhất định làm xuất sắc rực rỡ luôn. Bệnh thần kinh à? Áp lực mạnh quá. Đây là thần thánh phương nào? Các cậu không thấy bóng người này hơi quen mắt sao? Trên trời một tiếng nổ lớn, mỹ nữ lấp lánh xuất hiện. Cái này khó đánh giá. Cái này không tốt. Đột nhiên có cảm giác bại não. Tam thủy này, cậu đủ rồi đấy. Sao còn làm? Không phải tôi đâu, kiếm kiếm. Cũng không phải tôi làm. Cẩn thận có thứ gì đó sắp ra rồi. Nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng đợi được ngày này. Bí mật phi thăng cuối cùng cũng sắp được giải đáp. Lão phù ta độ kiếp, thất cường giả sao cam lòng kết thúc. Ta muốn phi thăng, vạn dân giao ra nguy khí. Cẩn thận. Ngươi chỉ biết lăn mình tránh như vậy thôi sao? Chứ sao, đây đâu phải là chiến đấu theo lượt. Cho dù là chiến đấu theo lượt, cũng không cho phép ta né tránh à. Người này rốt cuộc là ai? Nhìn không giống độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ chắc không sai. Có lẽ đã chết rất lâu rồi. Nhờ vào phong ấn của bi khí kiếm, linh hồn mới miễn cưỡng tồn tại. Ý cậu là anh ta là người thời đại hoàng kim sao?
Chứ sao nữa, giới tu chân bây giờ có mấy người độ kiếp kỳ? Ai mà không biết chứ? Nếu là người thời đại hoàng kim thì phiền phức rồi. Tuy nói trong kiếm chủng có cấm chế, anh ta không thể phát huy tu vi trên trúc cơ, nhưng uy lực của một kích vừa rồi tuyệt đối đã đạt tới trình độ kim đan kỳ. Thí luyện trong kiếm chủng còn nửa canh giờ nữa, bọn họ phải làm sao đây? Thông báo cho vô hóa, nếu đối phương nhất quyết đòi kiếm, khi cần thiết hãy để thập tam thủy bỏ kiếm bảo mệnh. Đó chính là bí pháp phi thăng của bi khí. Hừ, thập tam thủy vẫn là thiên tài tuyệt thế, hơn nữa ai mà biết được trong động phủ rước của có bí pháp phi thăng hay không. Chính xác 100 đô la Mỹ luôn. Nô dân giao ra bi khí, tha cho ngươi khỏi chết, ta còn có thể ban cho ngươi một môn tuyệt thế công pháp, có thể khiến ngươi vô địch thiên hạ. Ta không. Lúc này vô hóa cũng nhận được truyền âm của các trưởng lão, đó chỉ là một thanh kiếm, mạng sống quan trọng hơn tất cả. Từ khi ta khế ước với anh ấy chỉ thuộc về một mình ta, bất kỳ ai muốn cướp anh ấy khỏi bên ta đều phải bước qua xác của ta. Ngươi ở đây, kiếm ở đây, ta ở đây. Ra là vậy, ta thiên sinh kiếm hồn, lại không bằng thập tam thủy nhìn thấu triệt. Nguyên nhân từ trước đến nay không tiến bộ, lại là vì không có kiếm tâm sao? Ngươi tranh thủ cho ta 3 phút, 3 phút ta có thể giết hắn. Chủ nhân anh ấy làm sao vậy? Tôi không biết, tôi chỉ thuận miệng nói thái độ của mình thôi. Anh ấy đã thành ra như vậy, rốt cuộc có ai để ý tới tôi không? Bây giờ lũ trẻ con giới tu chân, ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không có sao. Ngươi ồn ào cái gì? Còn ồn nữa ta giết ngươi. Được, hắn giết ngươi mới là cách đơn giản nhất. Mau tránh ra, các ngươi không cần lo cho ta. Ta tự có cách ngăn cản hắn. Không cần thương lượng nữa, các ngươi đều phải chết. Đệt, ghét nhất mấy tên thích làm màu. Ngươi có tư cách gì mà nói ở đây, con chó này? Mẹ ơi, con muốn mẹ. Đừng gọi ta là mẹ, không có mấy thằng con ngu ngốc như các người. Con sai rồi chủ nhân. Con không nên phản bội ngài. Ngài tha cho con đi, con nguyện làm chó cho ngài cũng được. Tôi đột nhiên cảm thấy thập tam thủy đối với chúng ta đã rất dịu dàng rồi. Bi khí kiếm dùng kiểu này sao? Chắc không phải. Nếu thật sự quỷ dị như vậy, chắc chắn sẽ có ghi chép. Vậy chính là sướng. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Từ từ tác dụng của bi khí kiếm yếu đi, đại ca cũng dần hồi phục thần trí. Người muốn chết. Ủa? Thập tam thủy, chẳng lẽ chỉ có thể dùng chiêu đó thôi sao? Ha ha ha, cái gì cũng vô dụng, hôm nay người chết chắc rồi. Bạn hữu buông ra đồ tể xuống, lập địa thành Phật. Thập tam thủy, người một nhà đừng phóng đại. Cái quỷ gì đây, lại là chiêu số gì ghê tởm vậy? Đây là công đức kim quang. Ngươi vô sỉ như vậy mà còn có công đức kim quang ra thân sao? Loại người như ngươi mở miệng ra là đánh đánh giết giết. Ngươi nguyên thủy sao hiểu được? Lao động vật thời đại thay đổi rồi. Sức mạnh của ta lô kiến hôi các ngươi sao hiểu nổi? Thiên phú của ngươi của thật đỉnh cấp. Rất đáng tiếc hôm nay ngươi sẽ phải chôn thay nơi đây. Ngươi hết cơ hội rồi, kẻ đã chết thì hãy ngoan ngoãn nằm dưới đất đi. Thái âm kiếm nhất. Thái uy kiến nghị, vô danh sư huynh chẳng lẽ chính là cửu kiếm sơn thánh tử sao? Ngươi đặt cho vô hóa sư huynh cái biệt danh kiểu đó, lương tâm không đau sao? Các ngươi không phải tự gọi cũng rất vui sao? Thập tam thủy nói xong, xoay đầu liền nhìn về phía anh vũ hóa mặt đỏ bừng. Ngươi cũng đừng để ý quá, Nam Ma Ma bây giờ thị trường rất tốt. Tôi cảm ơn cậu nhé. Cậu nói chúng ta đây tính không tính là phản sát độ kiếp thất đại lão? Cái này tính hay không tính? Mặc kệ, anh ta nói tính là tính. Sau này loại cần dùng đến nổ vinh dự và danh tiếng thì cứ treo cái chuyện này lên, trong sơ yếu lý lịch cũng viết vào. Vinh quang tổ tiên biết bao. Các vị,
Lối ra và kiếm trùng đã mở. Chúng ta có thể trở về rồi. Dưới sự hợp lực của mọi người, đại lão sống khổ cực ngàn năm đã bị đánh bại. Mọi người cũng lấy được lệnh bài thuộc về mình. Lệnh bài của tôi không phải phát nhầm đấy chứ? Màu trắng là đệ tử ngoại môn, màu xanh là đệ tử nội môn, màu đỏ của cậu là quái gì vậy? Mê mơ. Sao lại là màu đỏ nhỉ? Lệnh bài màu đỏ là sao? Lệnh bài màu đỏ đại diện cho truyền nhân thân truyền của trưởng lão. Toàn bộ đệ tử Cửu Kiếm Sơn còn đang trong giai đoạn học tập, thân truyền cũng không quá 5 người. Một trong số đó chính là thánh tử Anh Vô Hóa sư huynh. Không thể nào, đây thật sự làm sai rồi sao? Đệ tử nội môn không có án ngôn, nhưng đệ tử thân truyền, những người khác không biết thì sơn này tuyệt đối không phục đâu. Tôi đi xác nhận một chút. Không cần, mê mơ. Đây là kết quả mà tôi và mấy vị trưởng lão thảo luận rất lâu mới quyết định. Xem ra trước đây chưa từng có tiền lệ này. Chúng ta mở ra tiền lệ không phải tốt sao? Thiên phú và năng lực của cậu ấy mọi người đều thấy rõ. Nay lại được công đức gia thân, lại rút được bi khí kiếm, sao lại không thể trở thành tiền lệ chứ? Còn về việc sau này người khác đánh giá thế nào, mọi người cũng không cần lo lắng. Lát nữa các người sẽ hiểu. Chẳng lẽ thân phận của tôi còn có chỗ đặc biệt sao? Đúng vậy. Là tùy ý chọn bí tịch trong toàn tông, hay là tùy ý chọn vũ khí, tùy ý dùng tài nguyên, hoặc là định đào tạo tôi thành tông chủ kế nhiệm. Tối ngủ đi rồi mơ. Cái này có gì đặc biệt không? Trong mơ cái gì cũng có. Được rồi, bắt đầu đi. Mọi người cầm lệnh bài lần lượt lên trước. Nếu có phong chủ để ý thì có thể trực tiếp vào phong này. Nếu có nhiều phong chủ để ý thì có thể tự chọn một phong gia nhập. Lễ chọn phong bắt đầu không lâu. Một giọng nói thu hút sự chú ý của thập tam thủy. Tôi không vào lôi pháp phong. Nếu các phong khác không để ý tôi, tôi xin về nhà chăn bò. Kim Thánh Phi, đây là tình huống gì vậy? Lôi pháp phong vẫn luôn có tiếng xấu bên ngoài. Không phải vì Diêm trưởng lão thực lực yếu, ngược lại thực lực của ông ta thậm chí còn trên cả tông chủ. Chỉ là tính khí ông ta quá tệ, điều kiện và tài nguyên của lôi pháp phong cũng không tốt lắm. Ngay sau đó là một số tin đồn trong giới tu chân. Tin đồn gì? Không tiện nói, ăn dưa nhà người ta ở nhà người ta không tốt lắm. Dù sao đừng chọn lôi pháp phong là được. Trong tiểu thuyết lại nữ nhân khai quật như tôi, mấy trưởng lão kia không phải đều dành sao? Như vậy chắc tôi cũng không tệ lắm đâu nhỉ. Người tiếp theo, thập tam thủy. Các phong phong chủ lựa chọn. Mê mơ. Chỉ có lôi pháp phong lựa chọn. Các vị đứng mỏi chân rồi à? Nếu mỏi thì nói miệng cũng được. Tôi không ngại đâu. Tôi là người rất là ốc nha. Để ý tôi một chút đi. Không nói gì là sao? Đừng kêu nữa, sẽ không có ai đáp lại đâu. Cậu không phải muốn biết chỗ đặc biệt kia là gì sao? Chính là, cậu là đệ tử thân truyền mà lôi pháp phong chúng ta đã định sẵn. Chút hâm mộ cuối cùng của tôi với thập tam thủy cũng không còn. Thậm chí còn hơi đau lòng. Đúng vậy, mấy chuyện của lôi pháp phong nghe xong đến chó còn chê. Đệ tử thân truyền còn không thể đổi phong. Đây là khóa chết cả đời. Biểu cảm của họ là sao vậy? Tôi thảm vậy sao? Không đến mức đó chứ. Có ai cho tôi ăn của dưa không? Các phong chủ khác có ai muốn tôi không? Không phải thân truyền cũng được mà, ngoại môn cũng được. Các người làm vậy khiến tôi rất sợ đấy. Thiên phú của tôi tuyệt thế, ngộ tính siêu phàm công đức, kim quang gia thân, diệt qua độ kiếp thất đại lão. Tội của tôi không đến mức này mà. Các vị phong chủ, các người nói câu gì đi. Lôi pháp phong kỳ thực cũng tốt lắm. Rất nhiều người có chút hiểu lầm về lôi pháp phong, nhưng đều là Cửu Kiếm Sơn, sẽ không có quá nhiều khác biệt. Môi trường tu luyện của lôi pháp phong có tốt bằng các phong khác không? Cũng cũng tạm được. Được, môi trường không được. Chất lượng giáo dục của lôi pháp phong tốt không? Ý cậu là sao? Tôi thấy cậu nói vậy rất xúc phạm. Cậu vẫn cứ vậy đi. Vậy còn tài nguyên thì sao? Bảo vật thì sao? Hoặc so với các phòng khác thì có ưu thế gì không? Mê mơ. Những gì cậu nói lôi pháp phong chúng ta đều không có. Vậy các người có gì? Cậu đến rồi chẳng phải sẽ biết chúng ta có gì rồi sao? Thủy Tam Thủy, cậu hãy tin tôi đi. Tôi cũng muốn tin các người, nhưng các người phải nói cho tôi biết tại sao chứ. Cho tôi chút hy vọng đi. Tôi sẽ nói cho cậu ngay đây. Thiên phú của cậu rất cao, cao đến mức chúng tôi không dám làm sư phụ của cậu, sợ cản trở cậu. Lôi pháp phong trong mắt người ngoài gần như là vùng đất tuyệt diệt. Bất kỳ thiên kiêu nào đến đây đều sẽ bị ép điên, thậm chí ngã xuống kỳ lạ. Vì vậy mọi người đều sợ hãi, nhưng xin hãy tin chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không vô cớ đưa một thiên tài tuyệt thế đi chịu chết.
Hơn nữa lối pháp phòng đối với cậu rất có thể là một câu duyên đấy. Câu duyên các người nói là gì? Đến lúc cậu sẽ tự hiểu. Nhưng tôi khẳng định, thậm chí chúng tôi đều có dự cảm mạnh mẽ, cậu nhất định sẽ đạt được câu duyên này. Mà nó là cơ hội duy nhất trong tương lai có thể bảo vệ cậu trường sinh. Cái gì? Tôi có thể biết tại sao tôi không thể trường sinh được không? Được, những chuyện này cậu biết sớm, với cậu cũng tốt hơn. Binh khí kiếm trong tay cậu là chìa khóa mở động phủ thiên bi tiên nhân. Cậu chắc cũng hiểu phi thăng chi pháp đối với tu sĩ có sức hấp dẫn lớn thế nào. Có người có thể không tiếc tất cả để đổi lấy trường sinh chi pháp. Trong mắt mọi người, chỉ cần có thể tiến vào động phủ thiên bi thì có thể phá giải phi thăng chi pháp. Cậu khế ước bi khí đồng thời cũng đã định trước phải gánh vác ánh mắt dòm ngó của vô số người. Cửu Kiếm Sơn cũng không bảo vệ được tôi sao? Tuy Cửu Kiếm Sơn là một trong thập đại tông môn, nhưng cường giả trong thiên hạ ai mà không thể muốn phi thăng chi pháp? Làm sao cậu đảm bảo các tông môn khác sẽ không ra tay tiêu diệt bổn tông? Bổn tông lại có thể giết được mấy người? Nếu không phải binh khí luôn không thể mang ra khỏi kiếm chủng, bản thân Cửu Kiếm Sơn căn bản không thể tồn tại đến bây giờ, sớm đã bị diệt tông rồi. Bây giờ tôi vứt bỏ binh khí vẫn còn kịp không? Chủ nhân đừng bỏ rơi tôi, không phải đã nói sống chết không rồi sao? Sống là kiếm của ngài, chết cũng là kiếm của ngài. Hay là bây giờ tôi tự sát đi? Mẹ nó, đây là tâm thái gì vậy? Tôi đây là phòng bị trước khi mưa, vạn nhất có tên vô lại cùng dâm để ý tôi, còn muốn lấy tôi làm khắc trên đầu thì tôi chẳng phải mất cả người lẫn của sao? Tôi thấy cậu giống một nhân tài. Tôi biết không nên nói ra. Còn có người khác, thật ngại ngùng. Sụp đổ rồi, tôi thật sự sụp đổ rồi. Hơn nữa tôi thấy giới tu chân, tinh thần mọi người đều không được bình thường cho lắm. Tôi đây đều là ước tính bảo thủ, không chừng còn có chuyện bùng nổ hơn. Như luyện thành búp bê, vĩnh viễn không sinh. Đời đời kiếp kiếp đều là công cụ phát tiết. Càng nghĩ càng đáng sợ. Giới tu chân của các người thật là biến thái. Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Ta thật sự giết ngươi tin không? Hoa khí sinh tài, hoa khí sinh tài. Diêm trưởng lão ngài nghỉ ngơi đi, để tôi nói tôi đến nói chuyện. Ngoài những điều tôi vừa nói, quan trọng nhất vẫn là nguyên nhân của chính cậu. Cậu sắp chết rồi. Cậu đã từng thấy kẻ xuyên việt xui xẻo như vậy chưa? Ngày đầu tiên bái sư đã bị nói sắp chết yểu, còn bị sư phụ tự tay nhốt vào đại lao. Cậu sắp chết rồi. Mỗi tháng cậu chắc chắn sẽ có mấy ngày đau đầu muốn điên. Tôi nói có đúng không? Thần y à, thập tam thủy hai thị đều như vậy. Mỗi tháng đều có hai ngày đau đầu dữ dội, kèm theo toàn thân tê liệt vô lực. Nhưng qua nhiều năm như vậy rồi, tôi cũng chưa chết. Cơn đau đầu này không đến mức khiến tôi chết đâu nhỉ? Cơn đau đầu của cậu không phải bệnh. Không phải bệnh. Tôi hiểu rồi. Mỗi tháng đều có khoảng 2 ngày như vậy, còn khiến tôi cáu gắt vô cùng. Đây lại không phải bệnh, vậy chính là đến tháng đúng không? Ngươi đến tháng? Mỗi người thể chất không giống nhau, các anh không đến tháng thì đừng có ganh tị. Tôi ganh tị cái? Mày mà còn nói bậy nói bạ nữa thử xem. Vậy các anh nói đi, đây không phải đến tháng thì là gì? Đó không phải là chu kỳ sinh lý của phàm nhân, đó là vẫn chưa đến lúc. Các anh đã xác nhận rồi, chuyện này sẽ đe dọa đến tính mạng của tôi, đúng không? Đúng, chúng tôi không nói cho cậu là vì chúng tôi không thể chắc chắn có thể giải quyết giúp cậu hay không. Nếu vì chuyện này mà khiến cậu đạo tâm tan vỡ, cậu sẽ không còn sức chuyển. Có lẽ kiếp trước chỉ mới 18 tuổi, đột nhiên mắc một căn bệnh lạ, chưa đầy 3 ngày toàn thân nổi đầy mụn độc. Bệnh viện kiểm tra không ra vấn đề gì, rất nhanh đã chết đột ngột. Bây giờ tôi vẫn 18 tuổi, tương tự cũng sắp đến hạn. Chẳng lẽ vấn đề nằm ở linh hồn của tôi đúng không? Đúng vậy, vì thế cơ duyên trên lối pháp phong chính là khả năng đảo ngược của tôi. Xem ra tôi không còn lựa chọn nào khác. Sớm nói vậy không phải được rồi sao? Vào lối pháp phong là chuyện đã định sẵn. Khoan đã, mê mơ. Tôi chỉ nói tôi không còn lựa chọn nào khác, không có nghĩa là tôi không thể từ bỏ lựa chọn. Tuy nói cơ duyên trên lối pháp phong có thể giúp tôi đảo ngược cục diện tử vong, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vì thế mà chọn lối pháp phong. Tôi có mấy điều kiện. Nếu có thể, tôi sẽ gia nhập lối pháp phong. Con nhỏ này sao lại vô sỉ đến vậy? Còn nói điều kiện nữa. Vì tôi có cảm giác chết rồi vẫn sẽ hồi sinh. Cậu đừng coi sự tra tấn này như một loại phúc lợi, được không? Điều kiện của cậu có thể nói trước đi. Điều kiện của tôi rất đơn giản. Thứ nhất, nếu các phòng khác có tài nguyên tôi cần, phải chia cho tôi một phần. Thứ hai, có công pháp thích hợp với tôi có quyền được biết. Thứ ba, mấy vị trưởng lão khác, bao gồm cả tông chủ, khi tôi gặp bình cảnh đều phải giúp đỡ tôi. Ba điều kiện này không quá đáng chứ? Leo lên đầu tôi ngồi mậy. Cả tông môn trên dưới có phúc lợi này, cũng chỉ có mỗi vô hóa được đào tạo làm tương lai tông chủ thôi. Thập tam thủy tôi hiểu rõ nhất chính là phân tấp. Tôi không phải muốn Cửu Kiếm Sơn dốc hết sức vì một mình tôi. Tôi chỉ muốn một lời hứa, một thái độ. Một thái độ Cửu Kiếm Sơn thật sự có thể trở thành chỗ dựa của tôi.
Cậu rất thông minh, có tâm tính cũng có hoài bão. Điều kiện của cậu ta cho phép. Vậy thì từ nay về sau, chúng ta chính là một nhà. Cô gái nhỏ thú vị, sau này lại sẽ gây nên sóng gió thế nào trong giới tu chân đây? Thật khiến người ta mong đợi. Từ nay về sau, Thập Tam Thủy chính là đệ tử thân truyền của Lôi Pháp Phong. Tài nguyên toàn tông mở ra với nàng, toàn tông sư tài đối với nàng, mở ra Vọng Châu Chi. Sau này đây chính là chỗ cô ở, thích không? Mê mơ, bây giờ tôi hối hận còn kịp không? Có lẽ là không kịp lắm. Căn phòng này của thật không mấy thích hợp để ở. Nhưng không sao cả, gần đây cô cũng không ở đây. Ta sẽ cho cô một bất ngờ nhỏ. Là cái gì vậy? Cô gọi ta một tiếng sư phụ trước đi, ta mới nói cho cô biết. Sư phụ, đây là bất ngờ, chính là chúc mừng cô vào tù rồi. Hả? Sư phụ, con có thể biết tại sao nhốt con vào đây không? Tất nhiên, gần đây đệ tử bổn tông bị ác ý đánh ngất lột quần áo. Hung thủ nghi ngờ là giả trang thành đệ tử bổn tông lừa gạt. Theo luật của bổn tông, phải bắt giữ phàm nhân giam 3 năm và tiến hành giáo dục tư tưởng. Giam 3 năm cái gì? Giáo dục tư tưởng không được. Không thể thừa nhận Cửu Kiếm Sơn, lại không có bằng chứng. Tôi không phục, chuyện này có liên quan gì đến tôi? Chờ đợi chính là câu này của cô. Chuyện này chính miệng cô thừa nhận đấy. Xin hãy xem Lưu Anh Thực. Sao lại là lừa đảo chứ? Anh xem trên người tôi mặc chính là... Thôi, bộ lý lẽ này tôi mấy hôm trước cũng dùng rồi. Sáng tạo một chút được không? Sư phụ, chẳng lẽ ngài chính là lão đăng lừa bịp kia sao? Mày, còn dám đặt mấy cái biệt hiệu quái lạ cho ta nữa thử xem. Ha ha, bằng chứng như núi. Cô còn gì muốn nói nữa không? Đồ đệ yêu quý của ta. Tôi không phục, tôi vì Cửu Kiếm Sơn rút bi khí kiếm. Tôi còn diệt qua độ kiếp, thất vì Cửu Kiếm Sơn đổ máu đổ mồ hôi. Tội của tôi không đến mức này, thả tôi ra ngoài. Tôi là lão đăng, tuổi già rồi, tai lão nghe không rõ. Nhưng mà từ 3 năm đổi thành 7 ngày. Chúng ta đã cho cô đủ mặt mũi rồi. Đồ đệ phải vui vẻ nhé. Sư phụ con đi đây. Ông thả tôi ra ngoài đi lão đăng. Đã đưa nó đến chỗ đó chưa? Tôi làm việc ông yên tâm. Ông nói vậy chắc chắn không phải chuyện tốt. Nghiêm túc kể lại toàn bộ sự việc cho sùng soái nghe một lần. Ông đối xử với một cung nữ đáng thương vô phương như vậy sao? Nó vốn đã thiếu cảm giác an toàn, giờ ông còn tự tay nhốt nó vào ngục. Nghiêm cách ông thật không phải là đông, đây gì cả. Chuyện của Lôi Pháp Phong các ông tự giải quyết. Tôi đi đây, hy vọng nó có thể nắm bắt cơ hội này. Thứ đó không dễ chọc đâu. Nếu vì ông không nhắc nhở nó mà thật sự xảy ra chuyện gì, ông tự mình đừng có hối hận. Chúc mừng chủ thể hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, trở thành đệ tử thân truyền, phát thưởng thêm luyện đan thuật nhập môn và chế phục thuật nhập môn. Phát bố nhiệm vụ mới trang 13 cũng là một phần của số mệnh. Mục tiêu nhiệm vụ là gây tiếng vang ở Cửu Kiếm Sơn. Sau khi độ nổi tiếng đạt đến mức ai cũng biết, kính sợ phần thưởng nhiệm vụ, mở hệ thống thương thành. Tôi cũng rất muốn làm màu, nhưng thực lực không cho phép. Tôi ở đại lao làm màu cái gì? Chỉ cần tư tưởng không trượt dốc, biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn. Chỉ là đại lao thôi, một lần sống hai lần quen, ba lần bốn lần như ở nhà. Cậu đã là khách quen rồi còn sợ gì nữa? Đúng ha, trước kia làm nhiệm vụ cách 3 hôm lại ngồi trong ngục uống trà. Tôi đột nhiên có một diệu kế nhất tiện xong điều. Diệu kế gì? Chờ đi, tôi sẽ khiến cả Cửu Kiếm Sơn phải run rẩy vì tôi. Đệ tử thân truyền lại bị nhốt ở đây. Vậy ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Đệ tử thân truyền lại bị nhốt ở đây. Vậy ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Mê mơ. Diêm ca, anh lại dám thu đồ đệ. Vậy để tôi xem con nhóc này có bản lĩnh gì. Anh đừng làm tôi thất vọng đấy. Thân phận đồ đệ của Diêm ca sẽ khiến cô chết thảm hơn. Long Nguyệt thật sự có thể giải quyết Diêm La áp chủ sao? Con đường anh ta đi năm đó có liên quan nhất đến phương diện chú thuật. Nếu ngay cả anh ta cũng không giải quyết được, người khác càng không có cách. Vinh Lạc, với tư cách là đệ tử thân truyền duy nhất của Nham ca năm đó, mở ra sát cơ ở Lôi Pháp Phong, không để lại một đệ tử nào. Nhưng sự tồn tại của anh ta sớm đã không phải người thường có thể lý giải. Người đời giết không được, chỉ có thể bắt anh ta nhốt vào ngục. Cũng chính vì Lôi Pháp Phong mới khiến người ta nghe thôi mà mất mật. Tôi thật sự không ngờ nguyên liệu luyện chế tị lôi tháp năm đó lại còn thừa, bị cô lèn giấu đi rồi. Lúc đó tôi còn nói là dùng hết đâu, tôi chỉ cảm thấy phần còn lại không dễ phân chia, nên cất giữ hết cho bọn họ thôi. Cô đúng là vô sỉ mà. Răng tôi còn dư mấy cái? Vẫn thiếu vài cái. Luyện khí sư trẻ tuổi nhất giới tu chân, không phải là trúc cơ kỳ sao? Cường độ linh hồn cũng vượt xa người khác. Có nhóc này luyện khí kỳ có thể luyện khí cũng được. Sao giữa trường còn có thể tùy ý biến đổi khí, phối hợp linh hồn lực, không tốn tiền sao? Cửu Kiếm Sơn tìm đâu ra quái thai vậy? Chẳng lẽ Diêm ca cố ý đưa cô đến cho tôi? Vậy để tôi sư hồn, xem cô rốt cuộc có bí mật gì. Đây rốt cuộc là quái vật gì? K,
cả Cửu Kiếm Sơn đều không làm gì được tôi. Áp lực khủng khiếp này rốt cuộc là gì? Diêm La ác chú, kẻ xấu xí phải chết. Lại là tên điên Diêm La ác chú. Một đám điên lại dám nuôi dưỡng trúc giả Diêm La ác chú. Chẳng lẽ không sợ hắn biến thành một tôi thứ hai sao? Diêm ca, anh đúng là tính toán hay lắm. Muốn tôi giúp đỡ đứa trẻ này, các người đúng là ảo tưởng. Thập Tam Thủy vì linh hồn lực cực kỳ cường hãn, trong tình huống không cố ý chú ý mà bị người ta siêu hồn, chỉ sẽ có một loại cảm giác. Não tôi vừa rồi hơi ngứa, vì quá mệt sao? Không phải, cảm giác như sắp mọc thêm não. Nhưng thứ tôi muốn làm cuối cùng cũng làm xong rồi. Anh, thứ này có thể làm gì? Lát nữa cậu sẽ biết. Không đúng, là cả Cửu Kiếm Sơn đều sẽ biết. Ở Cửu Kiếm Sơn tôi chưa từng thấy thiên tài nào, ngay cả Vô Hóa Sư Huỳnh cũng không sánh được. Giới tu chân thổi phồng cũng không dám thổi vậy. Nếu hắn thật sự lợi hại vậy, sao không gia nhập Ngọc Thanh Phong? Các người tân sinh nhà chính là thích lừa gạt. Tu chân phải thật sự trầm tĩnh đúng không? Nếu thật sự có người này, ngươi bảo hắn đến trước mặt ta, ta muốn xem là ba đầu sáu tay hay một đầu hai tay. Động tĩnh gì vậy? Hình như có người đang khóc. Giữa ban ngày, ma quỷ ám rồi à? Tôi thật khổ, tôi thật oan anh. Sao lại ma quỷ ám? Tôi vốn là thiên kiêu một đời, thiên tư khiến mọi người kinh diễm, ngộ tính càng khiến người ta ghen tị. Từ tu luyện đến luyện khí hậu kỳ chỉ mất 3 ngày. Thậm chí tôi còn vì tông môn diệt sát độ kiếp kỳ, nhưng lại bị kẻ gian lừa gạt, nhốt vào ngục lôi pháp phong không được ra ngoài, còn bị phong chủ dùng ngôn ngữ kỳ quái sỉ nhục chế giễu nguy hiểm. Tôi thật khổ, tôi thật hận nha. Diêm ca, anh không biết xấu hổ. Anh ngược đãi tôi sẽ không tha cho anh đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Diêm trưởng là anh bình tĩnh. Tôi bình tĩnh thế nào được, tôi thực sự đéo chịu nổi. Tôi phải chém nó vài nhát. Nếu anh bây giờ đi qua, kế hoạch của chúng ta sẽ công dã chẳng hết. Được, 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 tôi không qua. Tôi nhịn. Hóa ra là nghiệp của Diêm trưởng lão gây ra. May mà tôi không vào lối pháp phong. Diêm trưởng lão đáng sợ quá. Đã một ngày rồi, hắn làm sao làm được vậy? Hắn không mệt sao? Diêm trưởng lão ôm hắn đi. Tôi cảm thấy hắn sắp ngủ rồi. Kỳ thực tôi cảm thấy tôi cũng sắp ngủ rồi, nhưng thật sự rất ồn ào. Tôi muốn ngủ. Tôi thật khổ, tôi thật bất hạnh. Cửu Kiếm Môn thật quá bất công đó nha. Tha cho tôi đi. Con nhóc này sao hơi bị điều đều. Tối qua tôi thật sự muốn giết hắn. Anh qua đi. Lúc đó đừng lại quỳ lại khóc gọi mẹ là được. Chết cười, đàn ông con trai chỉ quy thiên địa phụ mẫu. Mẹ ơi, con muốn mẹ. Đây là chuyện gì vậy? Chúng ta đã nói từ sớm, thủ đoạn của Thập Tam Thủy vô cùng trừu tượng. Điểm mạnh nhất của hắn chưa bao giờ là thực lực và thiên phú, mà là sự bất ngờ, kỹ năng khó chịu đến mức khiến người ta tự kỷ. Vừa khóc vừa quỳ gọi mẹ, người không hiểu cho là sỉ nhục, người hiểu thì đã cười từ lâu. Chỉ là chút phong xương mà thôi. Hay là người xin lỗi hắn đi. Toàn bộ tông môn dưới kim đan kỳ đều phải khóc lóc quỳ gối cho ngoan ngoãn. Trên kim đan kỳ đều ít nhiều chịu ảnh hưởng. Ngay cả mấy vị trưởng lão thực lực cực mạnh, tâm tình cũng đều bị làm cho tự kỷ. Tôi thấy phải quỳ một cái. Nếu ngươi không làm gì, thì cả tông môn sẽ gặp họa. Phải nghĩ cách, không thì sẽ bị khổ đấy. Phải suy nghĩ kỹ trước khi. Dù sao Diêm ca cũng là người của lôi pháp phòng các ngươi. Ngươi chọc người ta thành ra thế này, Cửu Kiếm Sơn chúng ta sớm muộn gì cũng bị điên. Ngươi phải có hành động gì đó chứ. Ép điên ta là sao? Lúc đó chẳng phải mọi người cùng bàn bạc sao? Giờ lại đạo đức ràng buộc ta. Các ngươi thật vô liêm sỉ. Lúc đó nhất định phải bắt hắn đến lôi pháp phong không phải là ngươi sao? Bây giờ hắn không phải đệ tử lôi pháp phong sao? Lừa gạt hắn dụ dỗ hắn. Chúng ta bảo ngươi làm à? Hắn có nhắc đến người khác lần nào không? Nếu ta lúc này qua chỗ nhà lao, trực tiếp giết hắn thì sao? Động tĩnh này chắc chắn đã đánh thức Long Dực rồi. Sao tiểu nha đầu này còn có công đức kim quang? Muốn điên muốn chết mất. Long Dực lập né tránh công đức kim quang, không ngờ công đức kim quang lại đuổi theo hắn. Bệnh Atin hay không, lão tử thật sự giết ngươi. Không đợi Diêm La ác chủ trên người ngươi tự nhiên giết ngươi. Đây là nhìn ta sao? Không phải chứ, người bình thường nhìn không thấy ta mà. Huống chi tiểu nha đầu này hôm qua cũng không nhìn thấy ta, trùng hợp sao? Ngươi không sao chứ? Nếu không sao thì ta hỏi một chút. Diêm La ác chủ chính là thứ trong linh hồn ta muốn lấy mạng ta sao? Hóa thần kỳ tà tu lại bị luyện khí tu sĩ dễ dàng chế ngự, ngay cả công pháp tu luyện cũng bị ép lấy ra. Ngươi có thể nhìn thấy ta? Vốn là không nhìn thấy, nhưng ta vừa lộ ra công đức tinh quang, phát hiện ta thậm chí còn có một người hàng xóm. Ý ngươi là ngươi nhìn thấy hết rồi? Nếu ngươi nói ngươi vừa rồi lăn lộn khắp mặt đất, vậy đúng là ta nhìn thấy hết rồi. Sụp đổ rồi, ta thật sự sụp đổ rồi.
Không sao, ta là người miệng kín nhất. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta, ta tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Ngươi chắc chắn như vậy là ta biết những điều này sao? Đương nhiên bọn họ nói lôi pháp phong có cơ duyên. Sự tồn tại của ngươi lại vừa hay có chút đặc biệt. Quan trọng nhất là ngươi nói Diêm La ác chủ trên người ta sẽ giết chết ta. Ba điểm này liên kết lại với nhau đủ để chứng minh ngươi chính là cơ duyên mà bọn họ nói. Cửu Kiếm Sơn không phải tự mang trường khí hạ chế sao? Chí lực đệ tử lẽ ra không? Ca, sao đầu óc tiểu nha đầu này lanh lợi vậy? Ngươi đoán ra được những điều này đều khiến ta nghi ngờ ngươi có phải đệ tử Cửu Kiếm Sơn không? Nhưng như vậy thì sao? Ta sẽ không giúp ngươi đâu. Được rồi, vậy thì thật đáng tiếc. Ta đang lo ngày mai không có tư liệu để chơi đùa. Bây giờ thì có rồi, ngươi xem mới ra lò này. Sao tiểu nha đầu này còn có công đức tinh quang? Muốn điên muốn chết mất. Ngươi còn quay phim nữa chứ? Ngươi đừng manh động, nếu ngươi thật sự làm vậy, ta bây giờ sẽ giết ngươi. Ngươi đến đi, ngươi đến đi, ta sẽ mở công đức tinh quang to hơn chút. Ngươi rất sợ công đức tinh quang đúng không? Được rồi, ngươi thắng, nhưng sư huynh ta đây, cũng hết cách rồi. Sư huynh, Diêm ca đưa ngươi đến mà chẳng nói gì với ngươi sao? Không có. Ta tên Vinh Dực, nhiều năm trước nghiêm khắc giữ đạo, ta đi theo con đường quỷ tu, cũng chính là tà tu, mà năng lực nổi bật nhất của đạo này chính là linh hồn lực và chú thuật lực, hiểu chưa? Hiểu rồi, tức là trong linh hồn ta có thứ xấu. Bọn họ không hiểu rõ, vừa hay ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì. Học cái lạnh lùng quái đản, chuyên ngành đối khớp, đưa ta đến chỗ ngươi xem thử đúng không? Ngươi dùng từ câu văn, sao khắp nơi đều có vẻ mỉa mai kỳ quái vậy? Là cố ý hay vô tình đây? Có một chút cố ý ấy. Tôi không so đo với người kẻ sắp chết này. Còn bao lâu nữa? Không quá một tháng, toàn thân lở lét sinh mụn thối giữa mà chết. Đệt. Loại này ai lúc nào gieo xuống, lại sẽ kéo dài đến khi nào? Không thể tra ra, trước khi nhìn thấy ngươi, ta vẫn luôn cho rằng nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Một khi nó đã gieo xuống, sẽ đi theo người bị chú đời đời kiếp kiếp. Khiến người đó việc đời không được yên ổn, không được vào cõi tiên, không được đền mạng. 18 tuổi chính là hạn chết. Nếu để ta biết là ai, hắn sẽ phải khổ sở lắm. Là ai, bây giờ ngươi biết cũng vô dụng. Hiệu quả và đại giá của chú thuật luôn tương đương. Cả giới tu chân không ai có năng lực thi triển loại này. Với tu vi của ngươi, tìm được cũng chỉ là bia đỡ đạn, đừng tiện đi nhé. Cửu Kiếm Sơn còn thật sự nỡ, biết rõ ngươi có nhân có liên quan với một đại môn, vẫn muốn cuốn vào. Thật không sợ một ngày mở mắt ra đã bị diệt tông. Nói như vậy, đời này ta có thể mang theo ký ức chuyển thế, lại còn có thể tu tiên, trong đó chuyển cơ chắc là hệ thống chó chết kia. Nếu đời sau không có hệ thống chó chết, với tư cách một người bình thường tuyệt đối không thể lật ngược tình thế. Mỹ nhân ca ca, sư phụ trưởng môn đưa ta đến đây, nhất định là vì ngươi có cách đúng không? Đừng tìm ta, vô ích. Ta không có tâm tình chết vì ngươi. Đã ngươi tham sống sợ chết như vậy, ta tùy giết không chết ngươi, nhưng để ngươi chết vì xuất tình vẫn không vấn đề gì. Ngươi dù sao cũng là đệ tử thân truyền xuất thân từ danh môn chính phái, sao có thể ti tiện vô sỉ như vậy? Ngươi không phải cũng là đệ tử danh môn chính phái sao? Cũng đâu thấy là thứ tốt lành gì. Không phải một nhà thì không vào một cửa mà. Ta thật sự hết cách rồi, nhiều nhất chỉ có thể áp chế, chứ không thể triệt để căn trừ. Nhưng như vậy thì có ích gì? Qua vài năm nữa ngươi vẫn phải chết. Cả giới tu chân, ngươi có thể có cách với lời nguyền này chỉ có người ghi chép nó. Thiên Bi tiên nhân, nhưng ông ấy đã phi tiên từ lâu rồi. Ông ấy không phải còn có động phủ sao? Truyền thuyết chỉ có Bi Khí Kiếm mới mở được, nhưng ngàn năm rồi, Bi Khí Kiếm không có chút phản ứng nào, chắc là đã mất linh tính từ lâu. Đáng thương, dù người lúc này thiên phú không tệ, cũng khó tránh khỏi cái chết. Bi Khí Kiếm, người nói là thanh này sao? Ta không sai, ta không muốn giết bọn họ, ta chỉ muốn cứu. Người thật sự rút Bi Khí Kiếm ra rồi? Đúng là rút ra rồi. Chủ nhân, người nói như vậy không nghiêm túc. Vậy phải nói thế nào? Lúc đầu là ta cầu xin chủ nhân, ta quỳ ba lại năm lần mới tổng cộng dỗ được chủ nhân khế ước. Ta nên nói như vậy. Được rồi, sau này việc này giao cho ngươi làm. Đây là Bi Kiếm sao? Đây khác đều gì con chó chứ? Mỗi người có số mệnh riêng. Đừng ghen tị quá. Bi Khí vì sao lại kiên trì để ngươi vận khí như vậy? Nó nói trên người ta có mùi quen thuộc. Chẳng lẽ ngươi là Thiên Bi tiên nhân chuyển thế? Không phải, ta không nhớ chủ nhân là ai, nhưng khí tức trên người hắn là của tiền chủ nhân ta. Dùng hết tất cả sức lực, nhưng cũng chỉ có thể chạm tới sự tồn tại của ý chí. Ta giúp ngươi, tuy không thể trực tiếp giải trừ, nhưng để ngươi sống thêm 1-2 năm của thật không vấn đề. Nhưng ngươi phải hứa với ta, trong tương lai nào đó, ngươi phải giúp ta làm một việc. Ngươi đang giao dịch với ta sao? Đúng, việc này không cần ngươi lập tức thực hiện. Khi nào ngươi có thể thực hiện? Việc này với ngươi mà nói có lẽ chỉ là giơ tay nhấc chân. Thỏa thuận, ta đã ghi lại hình ảnh ngươi đồng ý rồi. Nếu đến lúc đó ngươi muốn nuốt lời, ngươi nên cân nhắc thể diện của mình trong giới tu chân đi.
Sao lại sợ rồi? Ta chỉ là tò mò thôi. Rốt cuộc là thời điểm nào khiến ngươi cảm thấy ta là người cần mặt mũi chứ? Đây là một bản công pháp luyện hồn ta vô tình có được năm đó. Cụ thể phẩm giai không rõ, nhưng cực kỳ đáng sợ. Tên là Thần Ma Phá Niệm Quan Mặc Pháp.